khoảng 67 triệu cử tri Ai Cập bắt đầu tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống. Cơ sở điện gió trên bờ lớn nhất Trung Quốc bắt đầu sản xuất hết công suất. Úc có kế hoạch giảm một nửa lượng người nhập cư, thắt chặt các quy định du học. ECOWAS thúc đẩy quá trình chuyển tiếp dân sự ở Tây Phi. COP28 có bất đồng về tương lai của nhiên liệu hóa thạch. Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy, trong số 4 ứng cử viên hàng đầu chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Ai Cập lần này, đương kim Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đang giành được nhiều lợi thế vượt trội. Nếu đắc cử, ông el-Sisi sẽ đảm nhiệm nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 liên tiếp trong 6 năm tới, với các ưu tiên trước mắt là kiềm chế lạm phát đang ở mức kỷ lục, quản lý tình trạng thiếu hụt ngoại tệ kinh niên và ngăn chặn nguy cơ lan rộng của cuộc xung đột Israel-Hamas ở dải Gaza. Ai Cập đang đối mặt với những thách thức lớn về kinh tế. Sản xuất trong nước phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu của quốc gia đông dân nhất Trung Đông với 104 triệu người. Tình trạng thiếu ngũ cốc toàn cầu góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực ở nước này. Một dự án của nhà điều hành điện hạt nhân hàng đầu Trung Quốc, Tổng Công ty Điện Hạt nhân Trung Quốc CGN, nhà máy điện gió được xây dựng ở Higanlik, Nội Mông, là một trong những cơ sở năng lượng mặt trời và gió quy mô lớn đầu tiên của đất nước được quy hoạch cho các vùng sa mạc. Theo công ty có trụ sở tại thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, điện do nhà máy tạo ra thân thiện với môi trường và tương đương với việc giảm mức tiêu thụ than tiêu chuẩn khoảng 2,96 triệu tấn và ngăn chặn việc thải ra khoảng 8,02 triệu tấn khí thải carbon dioxide. Zhang Jihu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CGN New Energy Holding Co. cho biết, với cơ sở năng lượng gió này, công suất lắp đặt của các cơ sở sản xuất năng lượng mới của CGN đang hoạt động ở Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 45 triệu kW vào cuối năm nay. Ông nói thêm rằng, năng lượng mới bao gồm năng lượng gió, năng lượng quang điện, nhiệt điện mặt trời, khai thác và lưu trữ năng lượng hydro và hơn thế nữa. Hơn 570 cơ sở sản xuất năng lượng mới của CGN được phân bổ trên 30 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc. Úc cho biết họ sẽ thắt chặt các quy định về thị thực đối với sinh viên quốc tế và người lao động có tay nghề thấp. Điều này có thể giảm một nửa lượng người nhập cư trong 2 năm tới. Quyết định này được đưa ra sau khi số lượng nhập cư dòng tại Úc dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 510.000 người vào năm 2022-2023. Dữ liệu chính thức cho thấy con số này được dự báo sẽ giảm xuống còn khoảng 1/4 triệu vào năm 2024-2025 và 2025-2026, gần bằng với mức trước COVID-19. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Claire O'Neill cho biết trong một tuyên bố trước khi chính phủ Úc chính thức công bố chiến lược di cư mới, chúng tôi đã làm việc suốt ngày đêm để đạt được sự cân bằng tốt nhất trong hệ thống di cư của Úc. Bộ trưởng O'Neill cho biết những cải cách có mục tiêu của chính phủ đang gây áp lực giảm lượng di cư dòng ra nước ngoài và sẽ góp phần hơn nữa vào sự suy giảm dự kiến này. O'Neill cho biết sự gia tăng di cư dòng ra nước ngoài trong năm 2022-2023 chủ yếu là do sinh viên quốc tế thúc đẩy. Úc đã tăng số lượng di cư hàng năm vào năm ngoái để giúp các doanh nghiệp chủ chốt tuyển dụng nhân viên nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt sau khi đại dịch COVID-19. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cuối tuần qua cho biết số lượng di cư của Úc cần phải được đưa trở lại mức bền vững, đồng thời nói thêm rằng hệ thống đã bị hỏng. Úc từ lâu phụ thuộc vào nguồn nhập cư để cung cấp cho thị trường lao động. Chính phủ Úc đã nỗ lực đẩy nhanh quá trình tiếp cận những người lao động có tay nghề cao và tạo điều kiện thuận lợi cho con đường trở thành thường trú nhân của họ. Theo chính sách mới, sinh viên quốc tế sẽ cần đạt xếp hạng cao hơn trong các bài kiểm tra tiếng Anh. Nó cũng sẽ chấm dứt các cơ chế cho phép sinh viên kéo dài thời gian lưu trú tại Úc. Một thị thực chuyên gia mới dành cho người lao động có tay nghề cao sẽ được thiết lập với thời gian xử lý giảm xuống còn 1 tuần, giúp các doanh nghiệp tuyển dụng những người di cư hàng đầu trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các nền kinh tế phát triển khác.
Ngày 10 tháng 12, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Abuja của Nigeria trong bối cảnh khu vực bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng sau một loạt cuộc đảo chính quân sự trong những năm gần đây tại các nước thành viên. Trong số 15 nước thành viên ECOWAS, có 4 quốc gia gồm Mali, Burkina Faso, Niger và Guinea, hiện do quân đội nắm quyền kiểm soát sau các cuộc đảo chính từ năm 2020. Trong khi đó, Sierra Leone, một thành viên khác của ECOWAS, cũng mới ngăn chặn kịp thời một âm mưu đảo chính trong ngày 30 tháng 11 vừa qua sau các diễn biến bạo lực trước đó vài ngày. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo Tây Phi cho biết những nỗ lực của họ nhằm ngăn chặn làn sóng đảo chính tại các nước trong khu vực đến nay đạt được rất ít tiến bộ. Chủ tịch Ủy ban ECOWAS Omar Touré nêu rõ, bất chấp lệnh trừng phạt và những nỗ lực của ECOWAS, các lực lượng đảo chính ở Niger đã tiếp tục củng cố quyền lực, trong khi chính quyền quân sự của Mali và Burkina Faso đã ngừng hợp tác với khối trong quá trình chuyển tiếp sang chế độ dân sự. Ông Touré đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch chuyển tiếp dân sự ở những nước này đã chững lại trong thời gian qua. Về phần mình, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu, hiện là Chủ tịch ECOWAS, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường hợp tác với các chính quyền quân sự trên cơ sở các kế hoạch chuyển tiếp trong ngắn hạn. Hội nghị thượng đỉnh gần nhất của ECOWAS diễn ra vào đầu tháng 8 vừa qua, tập trung chủ yếu vào tình hình ở Niger sau cuộc đảo chính quân sự ngày 26 tháng 7, khiến Tổng thống Mohamed Bazoum bị phế truất và giam lỏng tại dinh thự ở thủ đô Niamey. Khi đó, các nguyên thủ quốc gia Tây Phi không loại trừ khả năng can thiệp quân sự để khôi phục chức vụ cho ông Bazoum và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính nghiêm khắc đối với Niger. Quốc gia này hiện đang do chính quyền quân sự, đứng đầu là tướng Andora Haman Tiani lãnh đạo. Tại hội nghị lớn nhất về khí hậu của Liên Hợp Quốc COP28, các quốc gia tham dự chưa đạt được sự đồng thuận về một thỏa thuận của gần 200 nước trên thế giới nhằm kết thúc kỷ nguyên của nhiên liệu hóa thạch. Hiện tại, Ả Rập Xê Út và Nga nằm trong số các quốc gia nhấn mạnh rằng hội nghị chỉ tập trung vào việc giảm ô nhiễm khí hậu, chứ không nhắm vào nhiên liệu hóa thạch gây ra ô nhiễm đó. Mặt khác, ít nhất 80 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu đang yêu cầu thỏa thuận COP28 kêu gọi việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trước tình hình này, Chủ tịch COP28 đã yêu cầu các quốc gia tham gia cuộc đàm phán về khí hậu đẩy nhanh quá trình tìm ra một thỏa thuận cuối cùng. Thỏa thuận về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch này được đánh giá là chưa từng có tiền lệ. Nếu được thông qua, đây sẽ là cam kết lần đầu tiên nhằm chấm dứt việc sử dụng dầu và khí đốt sau gần 30 năm đàm phán về hiện tượng nóng lên toàn cầu. Hãng Reuters ngày 10 tháng 12 đưa tin lốc xoáy nghiêm trọng tại bang Tennessee khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, gây thiệt hại nhà cửa và khiến hàng chục ngàn người mất điện. Theo chính quyền Montgomery thông báo ngày 9 tháng 12 giờ địa phương, tại thời điểm này chúng tôi có thể xác nhận rằng 3 người đã thiệt mạng gồm 2 người lớn và 1 trẻ em do cơn lốc xoáy ập vào chiều nay. Ngoài ra, 23 người đã được điều trị tại bệnh viện. Văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp Nashville cho hay có thêm 3 trường hợp thiệt mạng tại các vùng ngoại ô thành phố này, hơn 80.000 người tại Tennessee mất điện vào tối ngày 9 tháng 12. Thị trưởng Montgomery West Golden chia sẻ, đây là một ngày buồn cho cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đang cầu nguyện cho những người bị thương, mất người thân và nhà cửa. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Montgomery cho biết một số ngôi nhà ở thành phố Clarksville bị thiệt hại do lốc xoáy. Bão lốc còn giật đổ nhiều cây cối, đường dây điện và nhà cửa tại thị trấn Dresden. Tại Montgomery County có khoảng 220.000 dân. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tránh ra đường để lực lượng khẩn cấp ứng phó thiệt hại tại nhiều khu vực. Một trường học và một nhà thờ đã được dùng làm nơi trú ẩn tạm thời cho những người bị ảnh hưởng. Tối ngày 10 tháng 12, đoàn tàu mang số hiệu R1742 đã va chạm vào tàu cao tốc Frescia Rossa FR8898 tại khu vực nằm giữa thành phố Castelbolognese và Forlì. Rất may, vụ va chạm không xảy ra ở tốc độ cao. Khoảng 20 giờ 20 phút giờ địa phương ngày 10 tháng 12, một vụ tai nạn tàu hỏa đã xảy ra trên tuyến đường sắt Bologna-Rimini ở khu vực Foggia, Italy.
Thông tin ban đầu từ hãng đường sắt Trenitalia cho biết, đoàn tàu mang số hiệu R1742 đã va chạm với tàu cao tốc Frecciarossa FR8898 tại khu vực nằm giữa thành phố Castelbronis và Forlì. Rất may, vụ va chạm không xảy ra ở tốc độ cao. Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 17 người bị thương, tuy nhiên không có ai ở trong tình trạng nghiêm trọng. Trước vụ việc trên, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Italy Matteo Salvini cho biết đang theo dõi sát sao vụ việc cũng như yêu cầu các nhà chức trách tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ va chạm giữa hai tàu hỏa khiến giao thông trên tuyến đường sắt này bị ngừng trệ.